sớm đó, chiều 27 tháng 7 hôm nay á, anh em nào có bị tụ được chiến với mình không? Mình đang 1m8 mà giờ còn có 1m7 à. Sau đây mình sẽ chỉ anh em cách khắc phục cái lực chiến nào. Thấy lực chiến mình còn có 1m7 thôi đó. Rồi, bây giờ anh em vào phần bet cho mình và chọn một con bet cấp 1 thôi, cho nó ra trận. Xong anh em dòng lại con bet chính của mình cho xuất trận lần nữa. Đó, lực chiến của anh em sẽ trở về vị trí ban đầu. Rồi, các bạn nếu thấy hay á thì like, ủng hộ Tino nha. Bye bye.